Chào Tam, chào cô, chào mọi người nhá. Ngoài này lạnh, hôm qua mọi người đang nói về Tam với lại Hiên. Hiên ngày hôm qua là tức là chinh chiến ở trên mạng xã hội đúng không? Mà hôm qua, hôm kia chứ cô. À hôm kia. Hôm kia chinh chiến kinh khủng luôn. Mình cháu đến lúc Hiên ọp rồi, mình cháu tầm mười mấy hai mươi mắt xem vào. À. Tại vì cháu lúc đấy cháu không muốn trả lời, bởi vì cái mã ISIN của mình thì thực ra là có rồi, chẳng qua mọi người vào trong văn phòng ấn vào cái tường TikTok của cháu là cháu để trên cái khung ảnh ấy, chạy bằng video nó có đầy đủ rồi, nên mọi người cứ hỏi bảo hỏi thì vào cái tường cá nhân là có hết cái mã ISIN. Vâng, xin chào Long Báo 88, các bạn nãy đuôi ở cái tỉnh như này. Chào Hoa Đinh, chào tất cả quý cô chú anh chị em mình nhá. Chào Phé, chào Lan Anh. Lan Anh ơi, em có lên đây không? Ngày hôm nay lên cùng nói xem là Giáng sinh ở các nơi như thế nào nào. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn nhé. Chào Nguyễn Thành, chào Huỳnh Thắm, anh em mình. Chào Phương Trường, anh em mình hãy cùng chia sẻ với các tường Facebook, Zalo và các trang mạng xã hội khác để chúng ta sẽ cùng xem thử là ngày hôm nay cái người mà quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là ai và làm thế nào và nó có liên quan gì đến UST không, đấy mới là quan trọng. Thế thì trong tất cả tương lai thì chúng ta sẽ biết đúng không? Anh Thành lên nhá. Anh Thành hôm qua nói chuyện đến tầm hơn 1 giờ cháu mới đi ngủ, hôm nay vẫn còn díu mắt này, mới ảnh hưởng đúng không ạ? Nói chuyện hôm qua trên TikTok cả anh Thành, anh là chủ doanh nghiệp, anh là cũng là cán bộ về đấy. Chào chị Lan nhá, chào em. Cán bộ ơi, sao chỗ cán bộ nó tối thế? Dạ vâng, em đang ở trong phòng ấy, em ra chỗ sáng giờ. À, chắc là đang làm hiệp sĩ bóng đêm. Không, ý là đang chơi cái thằng cu với con. Bác Thành, bác làm chủ doanh nghiệp mà chị Lan à, bác giỏi lắm. À. Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến tương lai của Lan, em Tam và em Thành trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được bắt đầu buổi live. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị nhé. Trong tất cả những cái phiên live trước thì chúng ta đã biết được những cái lý do tại sao chúng ta phải đầu tư. Và ngày hôm nay thì đến với một cái chủ đề vô cùng tuyệt vời. Đó là chủ đề hãy yêu người quan trọng nhất cuộc đời bạn. Có lẽ rằng là từ trước đến giờ chúng ta chưa xác định được ai là người quan trọng nhất với cuộc đời ta đâu. Và ngày hôm nay chắc chắn thì các bạn sẽ rõ nét hơn nữa người mà chúng ta cần yêu thương nhất đó là ai nhé. Tam với này em Thành có công nhận rằng là có rất nhiều người mà chúng ta cần dành sự yêu thương đúng không? Ví dụ như vợ, như chồng nào. Em Thành đã rồi. Phải gọi ra. Ông chủ doanh nghiệp nói xem thử là cái người mà quan trọng nhất mà cần yêu thương ở đây là ai đây? Vâng, nói chung là chị có thể giới thiệu với lại quý cô chú anh chị đi em ạ. Bởi vì em có ít tiền ở trên cái tương lai như thế này thì trước tiên thì coi nhà cũng chào chị Lan, chào em và chào tất cả bà con cô chú anh chị em là trên đường live của ba chị em chúng tôi. Đầu tiên là mùa Giáng sinh này cũng chúc cả nhà coi như là có cái mùa Giáng sinh này là vui vẻ, đặc biệt là tối hôm nay là chúc tất cả coi như là mọi người coi như là buổi tối vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Đó. Và xin cảm ơn cả nhà đã xem đường live của ba chị em chúng tôi. Là cũng lời đầu tiên thì coi như cũng xin chào tất cả và chúc tất cả anh chị em là như vậy. Thế rồi cái câu hỏi của chị Lan mà đặt ra ấy, thì yêu ai nhất thì thực sự thế này, mình cái cuộc sống ấy, hàng ngày ấy, đối với lại gia đình, đối với vợ con thì là vợ là số 1 rồi. Làm là như vậy. Rất là cảm ơn đấy, nhất là vợ em Thành ở đấy là đang rất là bác Thành bác chiều vợ lắm đấy, như này biết là bác đây chiều biết vợ lắm đấy, ai nấy được bác ấy sướng lắm đấy. Trước mắt là trước hết là mình như vậy thêm muốn xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống coi như là hàng ngày nó vui vẻ, thì mình chỉ nó làm cái cách vậy thôi thì là hàng ngày cuộc sống nó sẽ vui vẻ. Đấy. Bốn mắt nhìn nhau ta cùng cười thế là vui rồi. Cái còn cuộc sống quá thì chưa biết đúng không, cứ cười với nhau là nó vui vẻ rồi, thế thôi. Đấy. Em có thể giới thiệu qua về bản thân để cho quý cô chú anh chị biết được không? Rồi biết là yêu vợ rồi nhá, vợ đấy là rất là thích rồi đấy. Xin chào, vâng. Xin chào Hoa Đinh, chào Nguyễn Văn Giỏi. Thì xin chào cả nhà, thì em tên là Thành. Năm nay thì cũng 53 tuổi rồi, cũng không còn bé nhỏ gì. Em thì coi như là cán bộ về hưu rồi, về nghỉ rồi. Hiện giờ thì cũng làm gọi là doanh nghiệp tư nhân thôi, chứ cũng không có cái gì là nó đau to búa lớn cả. Khi coi như là mình cởi áo xanh thì về mới lại áo trắng, thì cuộc sống thì coi như là mình cũng phải lăn lộn. Mặc dù coi như là cũng nói chung là cũng cuộc sống thì cũng phải lo, cũng phải lo cho các cháu, lo cho vợ, cho con, cho gia đình. Thì mình cũng khi coi như là mình rời quân ngũ thì mình về cuộc sống đời thường, thì mình cũng phải coi như tìm những cái cách nào để mình kiếm ra những kiếm thêm những cái đồng tiền để phụ thêm vợ thêm con, để cuộc sống hàng ngày nó tốt đẹp hơn. Thì ngoài cái chuyện là làm ăn kinh tế và tìm tòi ra, thì thực sự ra nói thì cũng trên cái đường lại này cũng rất may mắn là Thành đã tìm thấy cái công ty giao thông vận tải cấp 2 này. Thì mình thấy là nó, cái thứ nhất là nó nhân văn, cái thứ hai là nó đem lại cho coi như là cái xã hội, cái con người một cái luồng gió mới, một cái luồng không khí mới. Về cái công nghệ được con người. Khi mình vào đây mình được học hỏi tất cả các anh chị em, từ những người coi như là bình thường đến những người coi như là phi thường, đúng không? Mình học được rất nhiều, nó khác với một cái môi trường mà từ trước đến nay là mình sinh hoạt. Bởi vì một cái môi trường quân đội thì là nó, anh chị em nào mà tham gia thì biết là nó chỉ coi như là nghiêm và nghỉ, đi là bước, tức là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nó chỉ có quanh quẩn như vậy thôi. Thế khi ra ngoài coi như là với lại cái xã hội thì mình thấy là mình đã học được những cái phương pháp, rồi những cái kiến thức để mình coi như trau dồi, rồi mình phát triển thêm cái điều kiện kinh tế gia đình nhà mình, phát triển thêm bản thân mình, nên mình thấy là quá tuyệt vời. Thì mình cũng đã bước chân vào UST này. Khi vào đây thì cũng báo cáo tất cả mấy này chị với lại anh chị em ở trên cái đường line là như vậy. Thế thì mình thấy càng bước vào đây, khi bước chân vào coi như là công ty giao thông vận tải cấp 2 này, là mình thấy cái cuộc sống của mình nó lại sang trang luôn. Nó lại sang một cái trang khác luôn. Mình thấy nó quá tuyệt vời luôn. Thì thì mình cũng đã là đối tác của công ty, là người của công ty, là đối tác của công ty. Mặc dù cái số vốn của mình góp thì nó cũng chưa phải là lớn lắm so với anh chị em, nhưng mà mình đã là đối tác, mình đã là người của công ty thì mình phải, tức là mình ăn cái nào mình phải rào cái đấy. Công ty mình đã tốt rồi, con người công ty mình đã tốt rồi, thì mình phải xây dựng nó càng ngày nó càng tốt hơn, đúng không? Ai thì coi như là cũng như chị Lan, rồi cũng như cả mọi người anh chị em, là em trưởng Tam đây. Hôm qua anh em thì cũng tâm sự coi đến 12 giờ đêm luôn đấy. Em Tam qua đi chơi coi như là đi chơi Giáng sinh về coi như nhậu cũng say, nói chung nó là cũng tâm sự thật. Cũng cả môi em Tam là em cũng là người cùng quê, trước kia là Hải Hưng, nhưng mà thực ra mà nói với chị Lan này, nếu mà nhà em bước sang chỗ nhà chú Trường Tam kia chắc phải chỉ coi như là đi bộ cũng tới nơi thôi, chứ không cần phải đi xe máy đâu, em nghĩ là như vậy. Thế này em Nhưng mà ở Hưng Yên à? Em ở Hưng Yên à? Không, em ở bên Hải Dương. Đấy, em ở bên Hải Dương đây, nhưng mà em ở xã nào? Trước em ở bên Trại. À, ừ. Thế thì gần nhà chị à? Vâng, em ở dưới Bến Trại đấy. Ừ, rất là cảm ơn em nhé. Thế thì ở đây quý cô chú anh chị đã biết là một người con của Hải Dương, chắc chúc mừng Hải Dương đã có thêm một người giàu. Thế còn Tam, bây giờ là đối với Tam thì người quan trọng nhất đối với Tam là ai nào? À, chưa nghe thấy tiếng kìa, chưa nghe thấy tiếng Tam đâu. À vâng. Chào mọi người nhá. Thì đối với Tam thì cái mà con người quan trọng nhất với bản thân Tam ấy, hiện tại thì Tam chưa lập gia đình nhá, bởi vì Tam có nghĩa là nông nghiệp trước nên là người quan trọng nhất này là bố mẹ trước ạ. Ô, thế Trương lập gia đình à? Chưa. Cái tuổi này nó bị đứt. Cái tuổi này nó thế là đang bị ế à? Tỷ phú ế đấy bà con nhá, bà con nhìn tỷ phú ế kìa. Rồi. Yêu bố mẹ rồi, ghi nhận này, yêu bố mẹ rồi, tiếp đi em. Thực tế mà nói là không phải là ấy vợ mà kiểu bị đứt, tới thời điểm này gọi là đứt gánh giữa đường ấy, không đến được với nhau, nhưng mà có một cậu nhỏ rồi. À. Cậu sinh năm 2016 đó, tháng 4 2016. Thế là được lọc hưởng là từ cậu đấy, là mới biết đến UST đấy. Đi đâu người ta bảo vậy. Về vấn đề đấy là được lọc từ những người con trai, sau này vợ chồng có đến được với nhau cũng là phụ thuộc vào nó có quay lại không ấy. Thì là đối với Tam, bản thân bây giờ ấy, là người quan trọng nhất là bố mẹ. Khoan nói một chút, chỗ này này gửi cái ngày tháng năm sinh và họ tên của hai vợ chồng nhé. Lại có cái mùng 8 tháng 10 1990. Thôi cái đấy để gửi sau, còn bây giờ tiếp tục đi. Thì tới thời điểm này thì đối với Tam ấy, bố mẹ là quan trọng nhất, bởi vì cái độ tuổi của bố mẹ ấy, càng ngày càng già đi. Nếu chúng ta không làm một cái điều gì đó, nghĩa là cái sự thành công của chúng ta, cái tốc độ thành công của chúng ta ấy, chúng ta phải làm thế nào để nhanh hơn so với cái gì ạ, với cái thời gian bố mẹ chúng ta già đi. Nghĩa là cái tuổi trẻ chúng ta bố mẹ thôi, đúng không ạ? Chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm cái điều đấy. Để có được điều đấy thì chúng ta phải vượt ngưỡng. Và đối với mọi người thì không biết như nào, đối với Tam bố mẹ là quan trọng nhất, bởi vì càng về già đấy ạ, cái sức khỏe nó càng yếu đi, đúng không ạ? Và đến cái độ tuổi nào đó thì nếu như ông trời ấy, ông thương ấy, cho bố mẹ được cái sức khỏe thì còn đỡ. Nếu mà không bị bệnh tật ấy, thì chúng ta phải tiêu rất là nhiều tiền. Thế thì cái tuổi trẻ nó qua rồi, năm nay gần 40 rồi, thì chúng ta phải chưa thành công thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải tìm ra một cái hướng để đi cho nó đúng đắn trong cái lĩnh vực đầu tư ấy. Nó rất là quan trọng, và cái lĩnh vực đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp ấy, nó đem lại cái hạnh phúc viên mãn ở cái chỗ là chúng ta biết dựa vào cái đòn bẩy về tài chính, và khi chúng ta dựa được cái đòn bẩy đấy thì chúng ta có rất là nhiều tiền để làm sao chúng ta phục dưỡng, báo hiếu được cha mẹ. Đấy, quý cô chú anh chị phải nhớ cái điều này nhé. Tại sao Tam lại nói thế? Bởi vì những người giàu trên thế giới họ có tiền, đúng không ạ? Họ trang trải cuộc sống, nhưng cái việc đấy họ đã có một cái hành động rất là hay là báo hiếu trước đã. Cái gì quan trọng mình làm trước đã, nghĩa là giúp cho bố mẹ chúng ta có cuộc sống nó tốt hơn. Đấy là cái mà chúng ta phải nhìn nhận đấy. Còn đối với Tam ấy, bố mẹ là quan trọng nhất. Nói thì quý cô chú anh chị lại bảo như không thế nào chứ vợ thì mình có thể là xếp sau thôi, bởi vì có duyên thì mình ở với nhau, còn không có duyên thì mình lại đi, đúng không ạ? Nhưng bố mẹ thì đấy, cái đó thực tế mà bố mẹ này là mình sinh ra mình chỉ có một bố một mẹ thôi. Nếu mất đi rồi thì chúng ta lấy lại cũng không được, đúng không ạ? Nhưng mà vợ thì có duyên thì ở được, còn không có duyên thì chúng ta lại vẫn là người lạ bình thường thôi, đúng không ạ? Xin nhường lời lại cho cô Lan. Bây giờ hỏi hai chàng trai này, ba chàng trai, có thêm một chàng trai nhỏ nữa. Người mà sống 24/24 với chính mình là ai? Cái gì đây hả? Đấy, rất là cảm ơn Phượng Đỗ, cảm ơn cây hoa bốn mùa. Người sống với mình 24/24 ấy, chính là bản thân mình. Ừ, đi ngủ thì cũng ngủ cùng, đêm nằm ngủ thì cũng ôm lấy mình, sáng dậy thì cũng là mình nhìn thấy bạn ấy trước. Thế mà mình lại nói rằng là mẹ, là cha, là vợ con. Thực ra là chúng ta đánh giá sai về bản thân mình đấy. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ chỗ này nhé. Đôi lúc chúng ta đặt lợi ích của tất cả những người đó lên trên, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái. Thế nhưng chúng ta quên đi bản thân của chúng ta, và nhiều người còn căm ghét cả bản thân mình bởi vì mình chưa thành công. Nhưng các bạn đang làm bị ngược cả nhà mình ạ. Đấy, cho nên tại làm sao ngày hôm nay mà Lan để đưa cái vấn đề này ra, bởi vì ngay chính trong chúng ta trước đây Lan cũng như vậy. Mình luôn luôn nghĩ rằng là những người cha, người mẹ, người anh, người em đặt tất cả những quyền lợi của những người đó. Nhưng mà thực ra trong nhà Phật chúng ta hiểu những cái câu nói thâm thúy của Đức Phật, người mà đã nhìn thấu cả hàng nghìn năm. Ngài nói rằng là phải biết buông bỏ. Thế nào là buông bỏ? Đấy mới là quan trọng. Cho nên nếu như mà Lan có hỏi đến 100 người Việt thì có đến 99,9% chúng ta đều cho rằng là người đặc biệt đối với chúng ta, người chúng ta yêu thương nhất đó là vợ, là chồng, là người yêu, là anh em, con cái hay là cha mẹ. Và chúng ta hy sinh cho họ tất thảy, hy sinh cho họ rất nhiều. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là chúng ta luôn đặt lợi ích của những người đó lên trên hết, và sẵn sàng làm mọi thứ để họ được hạnh phúc, họ được an toàn. Và thậm chí là chúng ta còn nghe lời để chúng ta làm những việc trái với ý mình không mong muốn. Nhưng mà chúng ta thấy không, đôi lúc chúng ta không yêu thương bản thân mình tới mức như vậy đâu. Chúng ta cứ suy ngẫm lại. Cho nên cái việc mà học cách yêu thương bản thân mình đó chính là cái tình yêu vĩ đại nhất mà ngày hôm nay sau Noel Lan muốn nói với quý cô chú anh chị. Hãy yêu thương bản thân chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì để có được thành công thì mình phải lắng nghe mình, và mình phải thấu hiểu mình. Cái lý do quan trọng nhất mà chúng ta cần yêu thương ngay chính bản thân mình đó là gì? Chúng ta hãy tưởng tượng lại đi. Một người mà bên cạnh chúng ta 24/7, từ ngày này sang ngày khác, cả cuộc đời mình, mỗi sáng thức dậy chúng ta cũng thấy, cũng gặp người đó, và sau khi đi ngủ, sau cùng của một ngày cũng lại là người ấy. Cho nên là cái người này hiện diện trong mọi các cung bậc cuộc sống mà chúng ta nếm trải. Khi chúng ta buồn, khi chúng ta vui, khi chúng ta cười, khi chúng ta đau đớn, khi chúng ta vấp ngã, thì chỉ có người này nâng chúng ta đứng dậy được mà thôi. Vậy thì người nâng chúng ta dậy chính là ai? Chính là bản thân của chúng ta, các bạn ạ. Khi chúng ta thấu hiểu được điều này thì chúng ta hãy đặt mục tiêu và hãy tiếp thêm động lực, niềm tin để đạt được nó. Bởi vì người này không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và là người duy nhất chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm nhờ dựa. Chúng ta nghĩ mà xem có đúng không? Đấy, khi mà chúng ta vấp ngã, khi mà chúng ta đau đớn, khi mà chúng ta làm một cái gì thì chính bạn ấy là người biết trước nhất. Sáng dậy cũng là bạn ấy là người nâng chúng ta dậy. Cho nên là nếu như mà chúng ta không thích được cái điều này, không thích được cái người này, thì cuộc sống của chúng ta cực kỳ khốn khó luôn. Và nếu như mà chúng ta không biết yêu và chúng ta không biết chăm sóc để cho bạn ấy trở nên tốt đẹp hơn, thì chúng ta sẽ gắn chặt cuộc đời với một kẻ mà không ra gì cả, kẻ mà chúng ta không ưa. Và nếu như mà khi mà chúng ta không tin được ngay chính cái người này, thì khi chúng ta vấp ngã, chúng ta có nỗ lực hết sức để giúp chúng ta thành công thì cũng không làm được. Bởi vì sao? Chúng ta không tin vào chính chúng ta mà. Cho nên là chắc chắn người quan trọng nhất ngày hôm nay của chúng ta đó là ai? Các chàng trai chạy đi đâu rồi? Đấy, bà con nhà mình nhá. Như vậy thì người quan trọng nhất với chúng ta là chúng ta đấy, chứ không phải ai khác đâu. Mà cái sức mạnh của tình yêu thương bản thân này nó vô cùng lớn luôn. Thế bây giờ quay trở lại, tại sao lại như vậy? Khi mà chúng ta biết được rằng là chúng ta chính là người mà chúng ta cần yêu thương nhất, cần quan tâm nhất, bởi vì chúng ta tôn trọng chúng ta yêu thương chúng ta mới yêu thương được cha mẹ. Buổi sáng ra mà bạn ấy không ưa chúng ta nhé, bạn không dậy đúng không? Trong ý nghĩ, trong tâm trí của chúng ta là phải dậy đi, bố mẹ đang yếu. Thế thì bạn ấy không hợp tác với chúng ta thì chúng ta nguy hiểm rồi, đúng không bạn Nam? Chúng ta bảo rằng là dậy đi, nhưng mà chúng ta không thể dậy được thì chúng ta đã không thể nào mà có thể quan tâm chăm sóc được. Cho nên là cái thành công ở trong cuộc sống của chúng ta thực ra nó rất là đơn giản. Đó là chúng ta phải lãnh đạo được chính mình, chúng ta phải yêu thương được chính mình. Vậy thì lãnh đạo được chúng ta thì như thế nào? Đối với người thành công là người ta có phương pháp, còn đối với người thất bại thì luôn có lý do các bạn ạ. Đấy, cái lý do của người thất bại thì nó nhiều khi nó tưởng chừng như vô lý nhưng mà nó lại đúng. Chúng ta tùy dựa vào những người xung quanh. Em chờ em về em nói với mẹ em nói với chồng em nói với vợ em xem thử là tại vì vợ em nó cầm tiền. Cái tại vì đấy là nguy hiểm. Xin chào Trịnh Cường, chào Lan Nguyễn, chào Hoàng Dân nhé, chào cô giáo xinh đẹp Thái Hải, chào em Dũng Huynh nhé. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây các quý cô chú anh chị chúng ta thấy không? Khi một cái phiên live mở ra thì anh Dũng Huynh ở tận bên Mỹ, thế rồi đang nhìn thấy là không biết là anh Trịnh Cường hay là bạn Trịnh Cường, nhưng mà thôi cứ xin phép cho gọi là anh Trịnh Cường đi, bởi vì là đây là một người tư duy rất là linh hoạt, nhanh nhạy và rất là làm việc rất là dứt khoát. Anh hình như ở bên Đức đấy, hay là chúng ta trong tất cả những mọi miền ở tận vùng Đông Giang của Quảng Nam và tận vùng núi phía Bắc, hay là tận ở Hải Dương, tận ở Hưng Yên. Đấy là những miền quê thân thương của chúng ta. Tất cả mọi người đang vào đây để cùng tương tác, để cùng trao cho nhau những cái điều quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta nhớ nhé, người mà yêu thương chúng ta nhất và chúng ta cần yêu thương nhất đó chính là bản thể của chúng ta. Cái bản thể này nó là cơ thể vật lý của chúng ta và nó là tâm trí của chúng ta. Nhưng đôi lúc là chúng ta đổ lỗi đấy. Cái đổ lỗi này là cái đổ lỗi của cái góc phần tư thứ nhất của trong kim tứ đổ của Robert Kiyosaki. Đó là cái ô làm công ấy, là hay đổ lỗi nhiều nhất luôn đấy. Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta không xác định được. Đấy. Để cái này, để em về em nói với mẹ em nói với bố em nói với chồng em nói với con em nói với vợ em, để rồi xem như thế nào. Thì chúng ta biết không, chúng ta đang đi ngược lại tự nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta đến với cuộc đời này là chúng ta học những bài học của cuộc đời. Và những bài học của cuộc đời đó là một lúc chúng ta ngộ ra thì chúng ta trưởng thành. Lan đã từng ngộ ra điều này khi mà trước đây coi tất cả những người ở ngoài là quan trọng nhất. Cha, mẹ, vợ con, anh em, bạn bè. Và ngay trong thời điểm này thì ai là người quan trọng? 10 quý cô chú anh chị ở đây cùng với ba cô cháu chị em ở trên tương lai này là quan trọng nhất với nhau. Trong thời điểm này, ba người này là quan trọng nhất, đúng không? Chúng ta đang tương tác, chúng ta đang cùng chia sẻ góc nhìn. Đấy. Cho nên chúng ta nói là nhưng mà quan trọng nhất với cuộc đời mình vẫn là mình đối diện với chính mình. Đấy. Ngay bây giờ đây này, em Tam này, em Thành này, Lan này đang ngồi đây và đối diện với ai? Đối diện với chính mình. Nhìn thấy mình cười, nhìn thấy mình cười thì mình thấy là cảm thấy là vui hơn, cảm hứng hơn, đúng không? Nếu mà lên trên đây và bây giờ mặt mũi mà gọi là các cụ ngày xưa nói là gì, sưng xỉa lên thì ai mà có thể mà tiếp tục có cảm hứng để mà truyền được cho mọi người, đúng không? Rồi. Cho nên cái sức mạnh sự yêu thương bản thân nó vô cùng tuyệt vời lắm. Đấy, thế là bây giờ mình đã biết chưa nào? Mình là quan trọng nhất. Mình quan trọng nhất thì bây giờ nhá, vừa nãy Lan đã nói đến, tức là người thành công thì người ta có phương pháp, còn người thất bại thì có lý do. Thế nhưng mà chúng ta không cho phép chúng ta thất bại. Bởi vì thất bại là gì? Là khi chúng ta ngã xuống, chúng ta nằm im một chỗ, chúng ta không đứng dậy được. Thế nhưng chưa biết, vấp ngã nó chỉ là một phần nhỏ ở trong trò chơi cuộc đời mà thôi. Cho nên nếu chúng ta vấp ngã và chúng ta đứng dậy để chúng ta gì? Chúng ta biết chúng ta là người quan trọng nhất. Chúng ta hãy tiến bước cùng với chính bản thân mình. Hãy yêu thương bản thân chúng ta thì người khác sẽ yêu thương chúng ta. Bản thân chúng ta không yêu thương làm sao người khác yêu thương được. Đấy nhá. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà chúng ta biết được rằng để có thành công thì người ta còn phải có công thức. Cái công thức của thành công đó là từ suy nghĩ, tạo nên cảm xúc. Cảm xúc đấy tạo thành hành động mới tạo ra kết quả. Như vậy từ suy nghĩ đến cảm xúc nó là bên trong của chúng ta. Còn hành động và kết quả nó là phía bên ngoài. Và cái hành động này thì nó mới quyết liệt thì mới tạo ra được kết quả. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thế giới bên trong nó phải quyết định cái thế giới bên ngoài. Vậy thì điều đầu tiên khi mà chúng ta yêu thương chúng ta rồi, chúng ta biết được những cái suy nghĩ, những cái mong muốn, những cái khát khao, mong cầu, hay nói cách khác đó chính là những cái động lực sống, đó là giá trị sống. Thì từ cái việc có niềm tin để tạo thành suy nghĩ, rồi đến cái giá trị khát khao, cái động lực sống của chúng ta mong muốn cái gì? Chúng ta mong muốn có cái nhà 3 tầng, chúng ta mong muốn có một ngôi biệt thự, hay chúng ta chỉ mong muốn là cho bố mẹ của chúng ta có một ngôi nhà vững chãi. Thì đó chính là mong muốn. Cái mong muốn này phải có gắn được giá trị sống vào, tức là chúng ta khát khao về điều này. Chúng ta khát khao có chiếc xe, chúng ta khát khao có một cuộc sống ấm no, chúng ta khát khao để cho bố, cho mẹ là những người quan trọng trong một chặng đường đời của mình có một cuộc sống. Giống như em Tam nói, đó là tốc độ thành công của con cái phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Và chúng ta phải thấu hiểu rằng cái tốc độ kiếm tiền với cái tốc độ tiêu tiền, nếu như mà chúng ta biết được rằng càng về già sức khỏe càng xuống thì tốc độ tiêu tiền càng nhiều hơn lúc trẻ đấy. Lúc trẻ chúng ta mải làm không chịu, không biết tiêu tiền đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy là hôm nay đây có một chàng trai là một nhà thiết kế tạo mẫu, một chàng trai là chủ một doanh nghiệp đã từng là bên quân đội, tức là đã là chiến binh ở bên bảo vệ đất nước, để sang là chiến binh làm kinh tế. Và Lan là một nhà giáo. Chúng ta sẽ có góc nhìn của ba người này nhé. Ở đây không ai đúng, không ai sai, quý cô chú anh chị nhé. Do góc nhìn, nhưng mà khi mà chúng ta thấu, chúng ta hiểu, chúng ta ngộ ra, thì chúng ta nhớ cái câu này: ngộ thì giây phút thoát ra, mê mà kiếp kiếp làm mà làm chi. Khi mà chúng ta cứ mê mẩn rồi, chúng ta không ngộ ra được điều gì thì mà làm lại nó lại không có kết quả thì chúng ta phải dừng lại. Đấy, chúng ta đang ngã đấy mà chúng ta không biết, đúng không? Cho nên khi mà ngã thì chúng ta đứng dậy, thì đấy chúng ta đâu có thất bại. Chúng ta ngã, chúng ta làm đẹp gì thì thất bại mất rồi. Bây giờ thì cùng xem cái góc nhìn của em Tam. Em Tam thấy thế nào? Thực ra nói cái câu chuyện để chúng ta nói chuyện với nhau đấy, thường thường mọi người có cái nhìn của mỗi cái sự phát triển của đất nước hay một cái điều gì đấy đều theo cái tính là logic, cái tính tiêu cực trước, còn chưa nói đến về cái tư duy. Bởi vì sao bản Tam này nói như vậy nhé? Vì bất cứ một ngành nghề gì hay một cái gì ra đời, hoặc là có một cái điều gì xảy ra thì chúng ta là người hóng đầu tiên ạ. Đúng không ạ? Ví dụ cô chú anh chị đấy nhá, đi ra đường ấy, nếu trên đường đi không có vấn đề gì thì chúng ta đi rất là êm ả. Nhưng chỉ cần có một cái tác động nhỏ thôi, hay có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải ngoái lại để nhìn. Mà cái chuyện đấy nó chẳng ảnh hưởng đến chúng ta mà chúng ta vẫn phải nhìn nó, đúng không ạ? Thay cái việc là chúng ta nhìn đấy thì chúng ta cần tập trung vào cái công việc của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì cái công việc của chúng ta là gì? Chúng ta đi làm và kiếm tiền. Và chúng ta biết thì sử dụng cái công cụ nào kiếm tiền nó phù hợp để xem nào, để gia tăng cái tài sản nhé, quý cô chú anh chị nhé. Nếu như quý cô chú anh chị mà đi có cái tư tưởng là đi làm ấy, nhảy nhiều công ty, làm nhiều việc, đó là gia tăng thêm cái thu nhập thì nó lại không hợp lý ở chỗ này. Phải có cái suy nghĩ như thế, đúng không ạ? Và cái thu nhập là chúng ta dùng cái sức lao động cũng như thời gian chúng ta bỏ ra để có thể nhiều người gọi là làm chủ nữa, vừa thời gian này, công sức, tiền bạc để đổi lại cái thu nhập, đúng không quý cô chú anh chị? Hầu như là trên thế giới này hầu như là 90 đến 95% đang làm điều đấy. Làm sao để gia tăng cái thu nhập. Nhưng mà khi mà chúng ta đổi mới một chút, chúng ta nhìn lại cái hành trình mà phát triển của đất nước của mình thôi, chứ không nói đến của thế giới. Nó được cải cách hàng năm thì nền kinh tế mới phát triển được. Và những lần cải cách đó được đưa ra, người ta đưa ra dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái tầm nhìn, nghĩa là cái suy suy nghĩ. Những con nam vừa rồi nói là suy nghĩ và tạo ra cảm xúc, và từ cái cảm xúc chúng ta có hành động. Khi chúng ta hành động rồi chúng ta mới có kết quả, đúng không ạ? Trong cuộc sống cũng thế thôi, chúng ta đi làm chúng ta phải hành động. Khi chúng ta hành động chúng ta có kết quả, nhưng mà kết quả đó nó phụ thuộc vào cái công cụ của chúng ta làm, đúng không ạ? Vậy thì cái điều gì để mong muốn chúng ta mà từ trước đến giờ chúng ta vẫn đang làm nó gì ạ? Tất cả về cái cuộc sống mưu sinh của chú anh chị ạ. Nhưng ngày hôm nay đến với cái buổi live này, những con người đây chỉ cho quý cô chú anh chị một cái con đường đó này, để chúng ta nhận diện được cái cơ hội nó tốt hơn, chúng ta biết sử dụng cái đòn bẩy cũng như cái công cụ nó kiếm tiền tốt hơn và tạo nên giá trị nó lớn hơn so với cái công cụ cũ và cái kết quả và việc làm cũ. Đâm ra thì chúng ta có một cái sự chênh lệch về xã hội, về cái hai thế giới là tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu đấy, đúng không ạ? Về giàu người ta tiêu tiền ấy, về cái tụ tập là chỉ không theo cảm xúc đâu. Ai cô mở to đấy. Hết rồi đúng không? Vâng, thì đấy là cái lý do mà tại sao là mọi người để ý thường ấy, chúng ta không được quản trị về tài chính, đâm ra chúng ta hay tiêu tiền theo cái cảm xúc và chúng ta không quản trị được nó. Rất nhiều người đến khi mà về già ấy, chúng ta tiêu tiền thì lại ngoảnh lại chúng ta không có tiền, bởi vì chúng ta bị cái vòng xoáy của xã hội. Đâm ra là khi mà chúng ta làm mãi mê làm và chạy theo cái gia tăng cái thu nhập của chính bản thân, chúng ta nghĩ nó là ổn định, nhưng mà khi mà chúng ta đến một cái độ tuổi ngưỡng cửa nào đấy, chúng ta lại nhìn thấy một vấn đề nó rất là lớn. Khi chúng ta ốm đau xảy ra thì chúng ta trong túi này không có tiền, đúng không ạ? Cho nên dẫn tới là cái gì ạ? Cái mà chúng ta đang bị hệ lụy bởi vì chi phối bởi những cái đồng tiền, đúng không ạ? Chúng ta không có tiền, nói thẳng luôn, đúng không ạ? Nên là chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu như mà một ngày nào đó chúng ta không đi làm ấy, xem ấy, thì cái kết quả cuộc sống của chúng ta nó khác hoàn toàn luôn. Nhưng mà có những người ở cái xã hội thượng lưu ấy, họ không đi làm nhưng họ vẫn có tiền, vậy à? Họ sử dụng cái công cụ nó kiếm tiền tốt hơn, đúng không ạ? Và họ có cái thành quả lớn hơn so với những người là con ông chăm chỉ ngày qua ngày đi làm kiếm tiền mệt mài, và cuối đời về già ôm đống bệnh ấy, và sử dụng rất là nhiều tiền, nhưng mà đến lúc thời điểm đấy lại không có tiền cơ đấy, đúng không ạ? Vậy thì trong cái lĩnh vực đầu tư ấy, nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, Tam thì Tam hay nói về nó thực tế chứ không nói về nó là cái đòn bẩy lớn nhất để chúng ta giúp ngắn cái khoảng cách và tạo ra cái dòng tiền thụ động, đúng không ạ? Giảm cái sức lao động của chúng ta đi. Vừa rồi thì Tam cũng quay cái màn hình cho quý cô chú anh chị. Ở đây nhiều người biết đến UST rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị là lý do tại sao những người ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp người ta giàu như thế. Tại vì cái thời điểm người ta mua vào ấy, người ta sở hữu cổ phần của doanh nghiệp đấy, mà cái giá trị thực của họ được thế giới người ta đón nhận cơ. Nhưng mà khi mà chúng ta mua ấy, thì được cái sự gì ạ? Chiết khấu rất là cao. Nghĩa là người ta trong cái lúc mà người ta khởi nghiệp ấy, đúng không ạ? Với UST thì bây giờ nó có những cái vé chiết khấu cuối năm, đó là chúc mừng năm mới, nó rất là cao, mà chỉ được đầu tư một lần thôi đấy. Vậy cái thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta nên nhìn nhận cái cơ hội, mà muốn nhìn nhận cái cơ hội đó chúng ta phải quay lại cái lịch sử của cái giá cổ phần của các công ty và một số tập đoàn trên thế giới lớn. Đứng đầu đó là tập đoàn Microsoft đi, xong mới đến Google nhá. Người ta thành lập năm 1975 đấy, và cái thời gian người ta phát triển công nghệ và chờ nó mất 11 năm 1986 họ niêm yết trên sàn chứng khoán. Mà lúc đấy những ai mà có cổ phần của thằng Microsoft mà mua vào giá nó rất là rẻ, nó dưới $1, nó nhỏ, có khi là $1, đúng không ạ? Vậy thì Tam cứ tính trung bình nó là 1 đô đi, nghĩa là 24.000. Đấy. 24.000 ở thời điểm hiện tại là 246 đi, 24.600 đồng. Nhưng mà nếu để như nắm giữ 1 triệu cổ phần của nó, chúng ta chỉ bỏ ra là con số đó, cũng là lớn đấy, là 1 triệu đô, 24 tỷ. Nhưng mà sau 11 năm chúng ta chờ mà người ta niêm yết trên sàn chứng khoán thì nó là 21 đô. Và cái số tài sản tăng trưởng sau 11 năm nó x đến 21 lần, đúng không ạ? Nhưng mà càng về sau này nó được phân tách thì cái số cổ phần của nó tính lên là thành cổ phiếu, nó là rất là kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Còn nếu thời điểm hiện tại mà chúng ta muốn có nắm giữ 1 triệu cổ phần, chúng ta phải bỏ đâu đó, Tam nói giá IPO rồi là 21 đô, bỏ ra 21 triệu đô ra. Đấy. Đấy. Đúng không ạ? Và cái chúng ta nhìn là như của thằng Zalo chúng ta cũng đang sử dụng, hay là Facebook ấy, người ta khởi điểm và thành lập cái thời điểm đấy nó rất là nhỏ, là năm 2004 Facebook bắt đầu, người ta cái nền tảng Facebook người ta bắt đầu người ta thành lập, đúng không ạ? Mà cái thời gian chờ người ta 8 năm. Mà trong cái khoảng thời gian chờ đấy, những nhà nắm giữ cổ phần của thằng Facebook ấy, nó cũng dưới 1 đô hoặc bằng 1 đô. Tam nhớ năm có thời điểm mà những người hay cái câu chuyện của anh Văn Dần ấy, thời điểm đấy là có một người bạn chia sẻ đó là cổ phần của Facebook ấy, nó bán là 500 Việt Nam đồng. Đấy, 500 Việt Nam đồng trên một cổ. Đúng không? Nhưng mà khi chia sẻ đấy người bạn ấy không tin, nghĩa là nói là có những cái lời nói nó không tốt và không hiểu sai về người bạn đấy, và người ta làm cái hành động rất là không thích, nhưng người ta bắt đầu người ta chặn số, người ta xóa số, người ta không muốn liên lạc nữa, bởi vì đang nghĩ sai mình thôi, cứ coi như mình cái cơ hội đấy để nó trôi qua. Và sau khoảng là 8 năm thì cái người bạn đấy của anh Vincent nắm giữ cổ phần đấy một thời gian thì anh trở nên giàu có, trở nên rất là giàu có luôn, và cái tổng tài sản của anh ở trên 50 triệu đô. Đấy. Nếu như chúng ta muốn nắm giữ 1 triệu cổ phần của Facebook cái thời điểm đấy, chúng ta cũng có đâu đó là 500 triệu thôi. Có thời điểm nó bán 500 đồng trên một cổ phần cơ. Sau 8 năm chờ thì nó là con số rất là lớn. Đúng không ạ? Nó là 38 đô. Đấy, nghe tăng trưởng rất là nhiều lần. Mà nếu ai nắm giữ 1 triệu cổ phần từ 500 triệu đấy mà nhảy thành là 38 triệu đô, cái con số nó nhảy vọt lên kinh khủng khiếp luôn. Vậy thì tại sao cái câu chuyện vừa nãy Tam nói là chúng ta phải biết sử dụng cái đòn bẩy, là cái tốc độ già đi của bố mẹ ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta phải bắt buộc cái sự thành công của chúng ta phải nhanh hơn so với cái tốc độ già đi của bố mẹ. Bởi vì sao? Đến lúc cái thời điểm đấy chúng ta phải no rất là nhiều thứ, đặc biệt về cơm áo gạo tiền không phải no rồi. Nhưng mà nếu như cái cơm áo gạo tiền, thực ra mà nói cơm ăn 3 bữa nó ăn gì nó cũng bình thường mà. Nhưng mà cái quan trọng về già, sử dụng rất nhiều tiền để đi khám chữa bệnh. Nếu như quý cô chú anh chị tự do về tài chính, chúng ta đưa bố mẹ đi xem và đi khám định kỳ hàng năm, khoảng một năm 2 lần, có thì một năm 4 lần theo quý. Làm sao để đảm bảo cái sức khỏe cho những người thân yêu chúng ta. Mà muốn đạt được điều đấy thì chúng ta phải có tài chính trước, đúng không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái dòng tài chính như vậy, đúng không ạ? Mà ngày hôm nay thì ta chia sẻ đến là cái quý chú anh chị về những cái lịch sử, đó là nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp tiềm năng trước khi niêm sàn nhé, không gọi là IPO nữa, cho sử dụng tiếng Việt cho nó dễ. Trước khi niêm yết lên sàn chứng khoán, nó tạo ra nhiều tỷ phú và triệu phú đô la ở Việt Nam cũng như toàn thế giới. Vậy thì những con người đấy người ta cũng giống mình, người ta có bộ lão này, hình hài giống mình, nhưng họ khác biệt với mình một cái gì ạ? Người ta chọn cái kết quả trước, nghĩa là người ta nhìn thấy cái tiềm năng của doanh nghiệp, người ta chọn kết quả, người ta thấy ở cái công ty này chắc chắn thành công, bắt đầu họ dùng cái suy nghĩ và phán đoán, vì họ lựa chọn kết quả rồi, bắt đầu họ dùng cái suy nghĩ họ nắm bắt Xong rồi họ làm thế nào để họ có được cái nắm giữ được cái cổ phần đấy bằng cái suy nghĩ của họ. Đấy, đâm ra những con người đấy người ta không khác gì mình, nhưng cái quan trọng người ta bỏ cái tôi đi. Sao? Bởi vì họ đứng trước rất là nhiều cơ hội, họ biết sàng lọc những cái gì tiêu cực và cái gì tích cực, nên là họ nắm bắt được. Có những người người ta cũng biết được cái cơ hội đó nhưng lại quay ra cười nhạo và chế nhạo, và khi họ thành công thì bắt đầu này quay lại ra là ngưỡng mộ họ. Nếu như chúng ta có một cái tư duy tốt hơn, thay vì ngưỡng mộ một ai đó thì chúng ta là người để người khác ngưỡng mộ mình trước đã, đúng không ạ? Đấy là cái lời chia sẻ của ta, mà cũng thể xin nhường lời cho nha anh Thành nhé. Anh làm chủ doanh nghiệp cũng như là làm cán bộ làm trong ngành quân đội ở Việt Nam, cũng trong bộ máy. Và trong những năm mà anh làm như thế, anh nhận thấy là cái mà anh phấn đấu trong nhà nước ấy, so với cái những mẫu anh nghỉ hưu, anh cảm thấy nó như thế nào. Khi mà tham gia cái lĩnh vực đầu tư, anh cảm thấy nó đem lại được cái kết quả gì cho bản thân? Thực ra nói là cảm ơn em Tam, em Tam coi như em ấy phân tích về cái giá trị của đầu tư ở trên cái thị trường đầu tư này. Thì cũng xin thưa với cả nhà này, mình thì trước kia thì mình cũng tham gia quân ngũ, thì một ngày thì con người ta thì cũng chỉ có 24 tiếng. Mình tham gia quân ngũ buổi sáng ra coi như thể dục, ăn cơm xong làm việc đến giờ ăn cơm xong lại đi làm việc. Suốt ngày thì coi như là cái việc nhà binh mà. Thì nó chỉ có một việc thôi. Thì những như ban đầu Lan thì mình đã nói rồi, khi ra cuộc sống với đời thường, khi ra coi như là gặp anh chị em, gia đình, bạn bè, xã hội, khi mình tham gia thị trường tự do ấy. Cả nhà nghe thấy rõ không ạ? Chị Lan nghe rõ không? Dạ, rõ anh nghe. Thì như lúc đầu mình đã nói rồi, thì mình cảm thấy là mình bước là sang một cái trang mới. Nhưng mà bước sang cái trang mới thì ở cái tuổi coi như là 50 rồi. Chứ là tức là mình chuyển trang là nó hơi chậm. Thế kể ra mà mình chuyển trang nó sớm tí thì đời sống thì nó cũng có thể là nó khác, mà cũng có thể là nó như mình nói, cũng có thể là gặp may thì có thể bây giờ thì nó ở một cái góc độ khác, còn không gặp may thì nó cũng lại ở cái góc độ khác, tức là nó không có đúng không có sai, đúng không? Nhưng mà mình cũng chưa coi như là chưa hài lòng với cái bản thân của mình, mặc dù mình đã được rèn luyện, mình đã được học hành, mình đã được rèn luyện, nhưng đến bây giờ coi như vẫn cứ phải coi lo cuộc sống, lo cho gia đình, lo cho những lúc coi như là về già, lo những cái lúc coi như là người thân trong nhà mình gặp những coi như tai ương, ví dụ như thế. Chúng ta mà nói thì tháng 10 thì vừa rồi đấy, Thành đã bay ra bay vào coi như là từ Pleiku bay ra coi như là Nội Bài, hoặc bay ra Phù Cát, Hải Phòng ấy. Mới vòng luôn đấy, thì cũng lo công việc là lo cho cha, tức là cha già mẹ héo mà. Thì thực ra mà nói là hai cái tháng vừa rồi là coi như là cũng say sẩm mặt mày luôn. Nếu mà mình không có tiền thì cũng bó tay, đúng không? Thì cũng nói chung là cũng không phải là bó tay hẳn đâu, nhưng mà cái góc độ coi như là mình mà đi lại như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế, đến gia đình rất lớn. Đấy là ví dụ là như thế, đúng không? Thế thì làm sao là mình cứ phải coi như là hàng ngày thân cò đấy, mình lặn nổi vẫn phải coi như tìm kiếm ra những cái đồng tiền, nhưng mà phải kiếm ra những cái đồng tiền nó phải thật là xứng đáng, thật là trong sạch, chứ không phải là mình kiếm những cái đồng tiền bẩn. Nói chân tình với lại coi như cả nhà như thế, để mình coi như là phục vụ cái cuộc sống của chính bản thân mình, đấy, phục vụ cho gia đình mình. Ai vậy thôi. Đấy, cuộc sống thì tất nhiên là những cái người biết suy nghĩ và biết coi như là tính toán và biết quy hoạch ấy, thì nó là như vậy. Thế còn trừ những cái coi như những cái người coi như thần kinh, đấy, hoặc những cái người coi như là điên thì là mình cũng nói. Đấy, nhưng mà cái cuộc sống coi như là ai cũng vậy. Phải lo cái cuộc sống sinh hoạt, mình phải kiếm tiền hàng ngày. Thế thì kiếm tiền thì đâu có phải lúc nào cũng phải coi như là gặp cái cơ hội, đúng không? Bình thường thì mình cứ làm những cái việc phổ thông, như mình đây hiện nay giờ coi như là cũng mở coi những doanh nghiệp, cũng vất vả lắm ấy chứ, cũng phải đêm hôm chứ, thì cũng mới kiếm được ra tiền. Thế ngoài ra thì coi như là cũng phải lo cho nhân viên, rồi lo cho coi như là cái công việc, lo coi như là những cái cơ sở vật chất để phục vụ cái doanh nghiệp của mình có hoạt động nó theo làm sao cho nó trơn tru, cho nó hoàn hảo, để mình cái thứ nhất là đối với khách hàng để người ta coi như là không có ý kiến gì, hai nữa là cái tâm mình là nó cũng thoải mái. Đấy là cái cung cách coi như là kiếm tiền, cái cung cách coi như là làm sản phẩm, cung cách coi như là xây dựng của doanh nghiệp. Thế hiện bây giờ thì mình cũng đang ở trên con tiền, thì thực ra mà nói là coi như là so với cái đồng lương, khi mình ra coi như bên ngoài thương trường này mình chiến đấu mình làm việc, thì so với cái đồng lương coi như khi coi như còn bộ đội thì thực ra mà nói phải gấp coi như là 10 lần. Nói thật với chị Lan, nói thật với em Tam, nói thật mọi người thế. Bây giờ coi như riêng bây giờ coi như cứ bình quân cứ một tháng là mình coi như doanh thu là coi như cứ 150 củ, cứ đều đều là như vậy. Thế khi coi như ở trong hai cái môi trường, cái môi trường kia trước là coi như chỉ có tháng coi như 13-14 củ thôi. Thế mà cống hiến bao nhiêu năm. Đấy, thế cho nên lúc đấy như ban đầu như lúc ấy mình nói đấy, là mình sang trang nó là hơi muộn. Nhưng mà mình cũng thôi, mình cũng như lúc đấy mình nói đấy là cũng chưa hài lòng với cuộc sống, cho nên mình phải tìm tòi thôi, mình phải phấn đấu thôi. Đến bây giờ cái tuổi này rồi vẫn cứ phải coi như là như vậy, để phòng qua những lúc trái gió trở trời, lúc gia đình, lúc coi như là còn vợ con rồi coi như là còn lầy lọ nữa, nó đủ thứ luôn. Đấy, đúng không? Phải cần đến tiền, phải dùng đến tiền, nếu mà không có là thôi, là cùi đấy. Cũng thì cũng là may mắn đấy anh ạ. Cũng là may mắn là anh bước chân từ cái môi trường quân đội xong cái được rèn luyện về cái ý chí bản lĩnh, và khi bước chân ra ngoài xã hội về làm về kinh tế, cũng may là cái tư duy của mình nó mở, mình có cái sự đột phá mà mình khao khát, thì chúng ta mới nhận thức được một điều là từ trước đến bây giờ không ai là người định hướng cho mình, mà phải chính bản thân mình phải định hướng được cho mình trước. Nên là đúng rồi, mấy cái thứ hai mới lại nói với chị Lan mới lại nói em, nên là tất cả coi như là còn bao nhiêu anh chị em ở cái trên đường này này. Đó. Khi mình bước chân ra thị trường đấy, ra cái thị trường tự do này, ra sống với cuộc sống coi như là xã hội này. Đó. Thì cũng rất là may mắn ở cái chỗ là mình ra mình gặp được cái cơ hội ngay. Đấy, như từ trước đến giờ mình vẫn nói là mình đã tham gia cổ phần của doanh nghiệp, mặc dù một cái doanh nghiệp nho nhỏ ở coi như là gọi là trong nước thôi, nó thuộc về lĩnh vực coi như điện thôi. Đó. Là mình hiểu ngay được cái cổ phần doanh nghiệp là nó giá trị như thế nào. Đó. Bây giờ coi như đấy mình đầu tư, mình góp vốn vào mấy một cái doanh nghiệp thủy điện, nó nho nhỏ thôi, nhưng mà mình hàng năm là coi như cứ đều đều là coi như là không nhiều đâu, cứ đôi 300 là coi như là công ty là cứ phải đến quý đến kỳ chia lợi tức ấy là phải có mặt mình rồi. Thế là có ok không? Thế mà trong cái đó là mình chỉ bỏ tiền ra một lần thôi. Thế thì từ đó mình có cái nguồn, mình lấy cái cơ sở đấy. Khi mình biết được cái thông tin coi như là cổ phần doanh nghiệp của cái giao thông vận tải cấp 2 này, thì coi như là mình cũng tìm hiểu rồi, mình cũng mình cũng nghe, mình cũng tìm hiểu. Thế thì mình trước bắt mình chưa biết là coi như là cái doanh nghiệp này là nó như thế nào, nhưng mà mình nghe như vậy mình phải bước được một chân vào đã. Bước được một chân vào đã. Thì đối với mình cái trong cái lĩnh vực đấy là rất nhanh. Hôm đấy là có em Tuấn Thích, em Hiên, rồi một số anh chị em là đối tác của doanh nghiệp của công ty mình hiện bây giờ đấy. Chứ chia sẻ như đối với mình đã sở hữu rồi, mình đã sở hữu rồi, mình đã được hưởng rồi. Nên mình nghe là mình nhận biết rất nhanh. Xuống ngay chốc nữa chú lập cho anh một cái tài khoản. Được chưa? Quyết định trong vòng coi như là không đến coi như lửa tiếng đâu. Thì coi như mình phát đầu tiên là mình sở hữu 1.000 cổ phần đã. Khi mình sở hữu được 1.000 cổ phần đấy, có cái tài khoản trong cái văn phòng cá nhân của mình rồi, anh em nào làm khi đầu tư là đều biết. Thế thì coi như là mình tìm hiểu cái thông tin. Mình tìm hiểu coi như là tất cả coi như là mọi cái khía cạnh về pháp lý, về con người, về tập đoàn, về doanh nghiệp, về sản phẩm. Nó có coi như cái nó có tác dụng gì không, nó có cái lợi gì không. Thì mình thấy coi như là khi mình coi như đầu tư vào, mình góp vốn vào, mình tìm hiểu, mình thấy là cái công ty này đứng đầu là một nhà khoa học mà gọi vốn là theo hình thức là cộng đồng. Thế cái lúc coi như là mình coi như mình đầu tư, mình biết là cái doanh nghiệp này nó doanh nghiệp ở ngoài nước, thế gọi vốn theo cái hình thức cộng đồng thì hình thức là cộng đồng nó như thế nào. Đấy, thì mình lại phải coi như hỏi, mình phải tìm hiểu lý do tại sao là có cái gọi vốn cộng đồng này. Thì khi coi như mình tìm hiểu cái gọi vốn cộng đồng này, mình thấy nó phù hợp, nó hợp lý, mà nhà nước coi như là không cấm, pháp luật không cấm, đúng không? Mà đúng hai là cầm của doanh nghiệp là mình thấy là đều là giá trị. Tất cả anh chị em coi như cô chú, nếu mà coi như ai là những người coi như đầu tư vào doanh nghiệp này, mặc dù coi như là nghe nhiều nghe ít, thì đã được coi như những cái anh chị em tuyến trên, những người coi như người ta đầu tư trước, người ta đã phân tích rất gọi là rõ ràng, mà tìm mà mình cũng thấy là rất gọi là rõ ràng, đúng không? Không phải từ những cái lời nói của anh chị em. Đấy, và thực tế là tất cả những anh chị em là đã là coi như cổ đông, đã là đối tác, đã coi như 5-7 lần đi sang đấy rồi, có những người coi như 5-6 lần đi sang đấy rồi, trực tiếp là mắt thấy, tai nghe rồi, tay sờ rồi, thân trải nghiệm rồi, đúng không? Không phải mà đi một lần mà đi rất nhiều lần. Đấy, mà không phải là đi một người mà đi rất gọi là nhiều người. Thế từ đó là mình càng tin hơn. Thế cứ là như vậy là mình yên tâm, chứ không phải là như một cái doanh nghiệp nào là coi như là nó không rõ ràng. Thì coi như là mình có thể là mình dừng ngay. Nhưng mà mình đây là mình thấy là cái tập đoàn, cái con người đứng đầu coi như tập đoàn là con người, nó rất gọi là tuyệt vời. Cái doanh nghiệp nó là coi như là nó rất gọi là chuẩn chỉ. Thế là mình quyết định là mình tăng cổ phần lên thôi. Đúng anh ơi. Đây bây giờ là phải khai báo, bây giờ phải khai báo là có bao nhiêu triệu cổ phần rồi. Đấy, khai báo anh... cho bà con. Đấy, anh khai báo đi. Có cái xe ô tô nó đi qua đó. Chờ đang đi qua đó. Vâng đấy. Đấy, quý cô chú anh chị thấy không? Tức là một chiến sĩ, một chiến binh, một người lính với trên cái mặt trận bảo vệ Tổ quốc, và chú ấy đã bước ra ngoài để tiếp tục làm chiến binh ở trong mặt trận kinh tế, nhưng là một người phải nói rằng là đầu óc rất là tư duy rất là nhanh nhạy, linh hoạt, và cũng đã nhận ra rằng là với cái mức độ khi mà còn ở trong quân ngũ và với cái mức độ thu nhập hiện nay thì nó gấp lên cả 10 lần. Đấy là còn khiêm tốn thì quý cô chú anh chị ạ. Ở Lan viết khiêm tốn đấy. Thế nhưng cái thứ hai nữa là chú Thành cũng đã có được cái cổ phần của những cái doanh nghiệp, và cứ hàng năm thì người ta lại mời mình đến để trao cho mình cái tiền lợi nhuận trừ sau thuế. Một điều nữa đó là gì? Khi nắm bắt cơ hội thì cũng lại là tư duy của một tỷ phú, triệu phú đô la, đó là gì? Khi cơ hội đến thì dùng xô để hứng vàng. Vừa nghe thôi, chưa đầy 5 phút đã nói rằng lập tài khoản đi để bỏ vào đấy 1.000 đô. Đây là một con người ra quyết định rất tuyệt vời. Chúng ta phải biết được rằng là để có những cái quyết định như vậy thì người ta phải có kiến thức, quý cô chú anh chị ạ. Phải có kiến thức. Bởi vì mình chỉ có kỹ năng ra quyết định khi mình có kiến thức mà thôi. Còn không có kiến thức, không ai dám ra quyết định một cách nhanh như vậy, 5 phút khi về tập đoàn. Câu chuyện ở đây là đang hỏi đến thời điểm này thì chú Thành được bao nhiêu triệu cổ phần rồi, bật mí cho bà con. Nếu mà so với anh chị em như những người tuyến trên như em Công Thơ ấy, rồi em Tuyết Mai, rồi một số em ấy, các em ấy sở hữu hàng mấy trăm triệu cổ phần đấy, thì mình cũng so sánh được. Nhưng mà thôi thì coi như là từ 1 triệu thì mình có thể là nâng lên coi như là vài 3 triệu đến thời điểm này. Nhưng mà cái trị giá coi như là của vài 3 triệu đó theo coi như là cái định mức của tập đoàn đã quy định, thì cứ coi như là một cổ phần là 1 đô, đúng không? Thế thì bây giờ ít nhất coi như là mình cũng đã coi như và có vài 3 triệu đô, chứ mình không có con số cụ thể. Bây giờ sẽ có một cái con số cụ thể với những bạn nào mà thích cụ thể này. 3 triệu đô mỗi một năm, bắt đầu từ năm 2025 chúng ta đã có ở trong văn phòng cá nhân, đó là gì? Trả cổ tức cho nhà đầu tư, mở ngoặc đơn, tiền đóng ngoặc đơn. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng nếu như chỉ trả cho là 200 đồng tiền Việt, quý cô chú anh chị nhé. Hiện nay thì tiền Việt của chúng ta 500 đồng đã là ít tiêu rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần trả 200 đồng thôi thì 23 là 6. Anh bạn Thành đã có 6 tỷ, đúng không? 6 tỷ. Một cái con số mà chúng ta có thể là ngồi đấy cho mơ ước. Vậy thì 6 tỷ này chúng ta chia cho tiền lương nhé. Bao nhiêu quý của chú anh chị đang đi làm công chức? 6 tỷ. Chúng ta sẽ chia cho 12 tháng như vậy. Một tháng là 500 triệu. 500 triệu này chia cho lương của một sĩ quan, cứ cho là 20 triệu đi. Đây là sĩ quan cấp tá này, 20 triệu. Là chúng ta đã gấp 25 lần. 25 lần. Vâng. Bây giờ là có 16.000 quý của chính chị đang ở trong đây. Chúng ta thấy mức lương không? Là Lan rất là thích với lại một cái câu nói của một cái người ở trong cái tức là xa xưa của Trung Quốc đấy. Ông ấy nói rằng là cái tầm nhìn của người nông dân là từ vụ mùa này đến vụ mùa kia. Thì các bạn đã phiên ra thành một cái câu nói gì? Nếu như cái tầm nhìn của một vĩ nhân, của một minh sư thì người ta nhìn là thiên niên kỷ. Nhưng cái tầm nhìn của một doanh nhân, chủ các chuỗi doanh nghiệp thì là tầm nhìn của họ là cả trăm năm. Nhưng mà nếu như mà cái tầm nhìn của một người làm công là từ tháng lương này đến tháng lương khác, và tầm nhìn của một con nghiện là từ mũi kim này đến mũi kim khác, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái tầm nhìn nó vô cùng quan trọng, quý cô chú anh chị ạ. Cái tầm nhìn và cái kỹ năng ra quyết định. Cái tầm nhìn tại sao bạn Thành để ra quyết định nhanh như vậy. Và Lan biết là trong cái của chúng ta đã có bạn có cả hàng tỷ cổ phần rồi. Đấy, tỷ cổ phần là tỷ đô la rồi. Khi mà bắt đầu lên sàn thì ngay lập tức lên chợ lớn ấy, lên sàn là lên chợ lớn ấy, giao dịch thì bắt đầu là đã được quy định là một cổ phần là 1 đô. Vậy thì chúng ta đã có 3 triệu đô rồi. 3 triệu đô này, nhưng mà trong 30 ngày đầu thì 3 triệu đô này phải lên được ít nhất là gấp 4 lần. Như vậy chúng ta sẽ có là 12 triệu đô. Tương đương với lại bao nhiêu ạ? Tương đương với 300 tỷ tiền Việt. Mà hiện nay với cái mức chiết khấu đó là 180 thì đây là một điều tuyệt vời. Và nếu như bạn nào biết mua thì chúng ta sẽ có là chiết khấu 1/100. Thì tại sao vẫn có rất nhiều bạn vẫn cứ gì nhầm lẫn giữa cổ phiếu và cổ phần? Cổ phiếu là chất nội của cổ phần, Chúng ta mua cổ phần mà chiết khấu cao là chúng ta chắc thắng. Còn chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta đang gì? Nhiều khi chúng ta lướt sóng trên đấy thì chúng ta đang đầu cơ. Tức là chúng ta ôm vào và bao giờ nó cái mức độ nó lớn hơn khi mà chúng ta mua rồi chúng ta thả ra. Cho nên người ta mới nói là khi mà chơi cổ phiếu á, thì anh phải quản trị được cảm xúc và quản trị được rủi ro nó chỗ đấy. Tức là non non thôi là bán luôn. Đấy, thì đấy gọi là đầu cơ quý của chú anh chị ạ, không phải đầu tư. Nhưng chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp thì như thế này. Vừa rồi Lan mới nói đến cái sự yêu thương bản thân của các bạn. Chúng ta không có tiền đấy, nói không ai nghe mà đe không ai sợ. Còn khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta nói cái gì cũng là đúng. Người ta là người giàu, người ta nói cái gì cũng là đúng. Các quý cô chú anh chị cứ nghĩ mà xem. Vậy thì khi mà chúng ta đã yêu thương bản thân chúng ta cho chúng ta là người thành công. Chúng ta dám vượt ngưỡng và chúng ta nhìn thấy cái giới hạn của mình. Cái tầm nhìn của chúng ta khác với tầm nhìn của những người khác. Chính vì vậy, cho nên có những người nhận ra UST chỉ trong vòng 5 phút thôi. Nhưng có những người đi ra nghe live này suốt cả cuộc đời. Nhưng chúng ta nghèo vẫn hoàn nghèo. Chúng ta nghe mà chúng ta không hành động. Chúng ta nghe nhưng mà chúng ta bắt đầu là lấy cái nhìn, cái tầm nhìn hạn hẹp của những người mà chúng ta không chịu học và chúng ta không chịu đọc. Rất nhiều người nói rằng là vậy thì những người mà đã tốt nghiệp bằng giỏi ra, người ta đánh giá về cái UST này là rất là nguy hiểm, bởi vì là báo chí đã cảnh báo đây là lừa đảo. Thì chúng ta lại chỉ nhìn vào một phía, quý cô chú anh chị. Tại sao Lan nói rằng là một phiếu? Nhà báo có quyền đưa tin, nhà báo có quyền cảnh báo. Ở đây xin chào nhà báo Hồng Đoàn. Đấy. Chào em nhé. Chào nhà báo. Chúng ta biết được rằng là đây là góc nhìn của từng người. Nhưng nếu như mà chúng ta là nhà báo, hoặc là chúng ta là bất kỳ một con người nào đó, là một nhà giáo, hoặc là một kỹ sư, một tiến sĩ, nhưng khi mà chúng ta nhìn góc nhìn theo các góc nhìn thiển cận của chúng ta thì ngay lập tức chúng ta có thể là đã vi phạm vào một cái điều đó là cấm kỵ trong nhà Phật, đó là gây nghiệp. Chúng ta biết là những bài báo nói về Bitcoin không? Bitcoin là chúng ta bỏ tiền thật ra mua tiền ảo. Khi chúng ta vừa tuyên bố dứt lời xong thì Bitcoin lên đến 67.000 đô trên một bit. Và lúc này thì người ta quay lại, người ta hận những bạn mà đã cho ra những bài báo như vậy. Hay cái góc nhìn của chúng ta ở trong một cái chừng mực nào đó giống như thầy bói xem voi mà thôi. Cho nên nếu như mà quý cô chú anh chị thấy rằng là mình chưa đủ niềm tin ra quyết định giống như là chú Thành ngày hôm nay, tức là chỉ trong 5 phút mà đã ra quyết định là đầu tư 1.000 đô, thì chúng ta hãy vào đó nhé, hãy vào đó và chúng ta tìm hiểu nó. Bởi vì khi mà chúng ta khẳng định được cái tập đoàn này đấy, với những cái mà tập đoàn đang thực hiện từ năm 2014 đến giờ có xứng đáng để cho chúng ta bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta vào không? Đấy mới là quan trọng. Bởi vì thực ra là xã hội đang biến chuyển rất nhanh. Sự thay đổi của xã hội nó cũng đang cực kỳ nhanh. Và cái sự phân hóa về nhân khẩu học hiện nay cũng đang bắt đầu có chiều hướng mà chúng ta đã nhận thấy. Người giàu thì sẽ rất giàu và người nghèo thì sẽ rất nghèo. Tại sao người giàu người ta cứ mãi giàu? Không phải người ta sinh ra cái số người ta đã sướng đâu. Bất kỳ ai đi ra cũng phải gì? Tham gia vào trò chơi cuộc sống. Bất kỳ ai đi ra chúng ta cũng phải xuất phát là cái điểm xuất phát của chúng ta là gì và điểm về đích của chúng ta là gì. Thì chúng ta mới có thể thắng được cái trò chơi cuộc sống này. Rồi chúng ta đi theo đúng luật tự nhiên. Thế là tự nhiên thì bây giờ nó đang thay đổi rất nhanh, đang vận chuyển rất nhanh. Và nếu như mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta tự đào thải thôi. Đấy, chúng ta không thay đổi, chúng ta tự đào thải. Chúng ta không yêu thương bản thân chúng ta không thấy được cái tầm nhìn của chúng ta, nó quyết định cho số phận của chúng ta như thế nào, chứ không phải những người xung quanh. Bố mẹ không quyết định cho chúng ta khi mà chúng ta đã trưởng thành. Bố mẹ không thể theo suốt được với chúng ta. Chúng ta cũng không thể bất kỳ cái gì về cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ. Thậm chí là gì? Bố mẹ là những người ở thế hệ trước rồi. Thì với cái thế hệ mới này thì sẽ không thể bằng được. Đấy. Hay chúng ta cũng vậy, chúng ta không cập nhật, chúng ta sẽ thua con cái của chúng ta. Thầy cô không cập nhật, thua học trò. Đó là lẽ đương nhiên. Cho nên là chúng ta học vạn vật, quý cô chú anh chị ạ. Vạn vật là thầy, tất cả những thứ xung quanh chúng ta là thầy. Và những cái bài học của những người thành công thì luôn luôn đúng với những người mà khát khao thành công. Còn bài học của những người thành công thì nó không trở thành bài học của những người không có đủ khát khao, không kỳ vọng và không chịu khó học tập. Thế thì trong chương trình ngày hôm nay, với cái góc nhìn về cái việc yêu thương bản thân, chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta yêu thương bản thân mình, khi chúng ta cho mình tự phát triển và tự đón nhận, đấy, thì cái góc nhìn mỗi người khác nhau. Cây cối cũng vậy, cây to thì nó khác cây bé ở điểm gì, nó sẽ vươn ra, vươn cành, vươn lá, vươn rễ ra để đón ánh sáng mặt trời. Chứ anh nào mà không chịu vươn lên thì anh tự chịu mà tăm tối thôi. Điều đó là đương nhiên, đúng không? Đấy là trong thực thể tự nhiên ở cuộc sống. Vậy thì con người cũng là một thực thể tự nhiên, không khác gì. Không khác gì cây cối, cũng phải đón nhận những năng lượng của vũ trụ. Vậy thì khi mà mình biết được về điều này rồi, mình biết về các tập đoàn rồi, các bạn ấy nói xa xả, thì mình phải vào, mình phải bỏ vài giây ra mình suy nghĩ, mình xem nó là cái gì chứ, đúng không? Chào đi Trác Vân nhé, chào tất cả những bạn, người bạn đang sinh sống ở nước ngoài, đón chào các bạn nhé. Chào Trần Hương, chào Thu Trang, chào chị Lành nhé, chào đội Sơn Trung này, chào Hồ Lan đang ở bên Pháp, chào Vũ Hữu Dũng, chào cô Ngô Thị Quế Hương, chào Hương Lê, chào Lành Đại, chào chị Nguyệt nhé, chào Thoại Bùi, em chào anh Sánh, chào cô giáo Lê Thị Hà, chào Tạ Năng Thịnh Y và bà con Đông Giang, chào Phượng Đỗ, chào Lan Nguyễn, chào Trịnh Cường, đấy, chào tất cả quý cô chú anh chị em mình nhé. Hiện nay thì vẫn có 14.000 quý cô chú anh chị đang theo dõi buổi live. Vâng, chúng ta sẽ có được những cái điều mà chúng ta ước mơ hạnh phúc. Vậy chúng ta ước mơ hạnh phúc điều gì? Chắc chắn rằng là tài chính. Tài chính sẽ cho chúng ta tất cả. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, đã tặng chúng ta 3 cái từ mà chúng ta luôn luôn viết nhưng chúng ta chưa luôn luôn hiểu. Chúng ta thực sự chưa luôn luôn hiểu. Đó là gì? Độc lập, tự do và hạnh phúc. Chúng ta phải độc lập về tài chính. Muốn độc lập về tài chính, chúng ta phải độc lập trong suy nghĩ và độc lập trong hành động. Cái độc lập trong hành động, độc lập cho suy nghĩ này, nó chúng ta sẽ cho chúng ta kết quả đấy, quý cô chú anh chị ạ. Hiện nay đến bây giờ mà chúng ta mang về nhà mà chúng ta vẫn có những người kéo chúng ta xuống, thì phải nói với quý cô chú anh chị rằng chính những người đấy sẽ là người không giải quyết được những biến cố của gia đình chúng ta đâu. Những biến cố đó là gì? Đó là những thứ mà chúng ta không thể chống đỡ được. Bao giờ chúng ta phải đi vay tiền chưa? Chú Thành đã bao giờ phải đi vay tiền chưa? Chắc chưa nhỉ? Bởi vì chị thấy rằng là em là một người rất là năng động và rất là ra quyết định rất là tuyệt vời đấy. Thực ra mà nói với chị Lan này, đời người thì cũng phải có lúc nọ lúc kia. Bảo chưa đi vay thì cũng không phải. Mặc dù coi như em thì coi như chưa sử dụng đến nhà nước, nhưng mà đồng đội thì coi như là đã sử dụng rồi. Đôi lúc coi như không có tiền trong túi đi tiêu, không có tiền trong túi đi mua bao thuốc, chú đưa cho ta mượn coi như là 10.000, 20.000. Ta đi mua bao thuốc và anh em cùng dùng, hay là đi ra ngoài coi như là căng tin kia, mua mấy thứ đồ nhậu về coi như là anh em vui vẻ. Nó chỉ ở diễn ra ở cái góc độ như vậy thôi. Bảo chưa là không đúng, ít nhiều là phải có. Trong cái cuộc đời này là ai cũng phải có, chứ không bảo là không có là không đúng. Chứ còn nếu mà để mà coi như mà vay lớn ấy, thì đúng là Thành là chưa biết vay của ai đến 10 triệu cả. Nhưng mà Thành đã coi như cho coi như là đã tin tưởng, đã tạo điều kiện, đã giúp anh chị em xây dựng kinh tế, phát triển gia đình. Mình có thể là mình bỏ ra coi như 70-100 để cho anh chị em mượn, giúp người ta, giúp không cần tính toán luôn. Khi nào có trả lại. Hôm trước là xem là bên chú Thành đó là con số 22/4 đúng không? Dạ, em cũng chẳng biết, em không nhớ đâu. Em không nhớ đâu, nhưng mà chị xem cái thần số học của chị thì chị mới phân tích được em. Đấy, thì mới hiểu được em là. Thế còn và em nhớ đâu. Đó chính là con số 22/4, con số kiến tạo lên cuộc đời của những người khác. Rất là nhiều người có con số này nhưng mà chúng ta chưa biết vận dụng nó, và nhiều khi là chúng ta khổ sở vì nó. Thực ra nếu mà nói về nợ đấy thì chắc là Tam thì cũng nợ rồi, Thành cũng nợ rồi. Còn như này này, nợ thì nó sẽ phân ra hai loại, nợ tốt và nợ xấu. Cái nợ tốt tức là chúng ta nợ mà nó lại mang lại lãi cho chúng ta, thế mới hay. Còn cái nợ xấu á, là cái nợ mà không bao giờ chúng ta trả được trả được ngay, mà chúng ta phải chậm chày chậm chật vì nó, mà nhiều khi là chúng ta phải tán gia bại sản, chúng ta mất cả hạnh phúc vì nó. Mà cái nợ xấu này thì thường là khi mà chúng ta vay về mà chúng ta mua những cái tiêu sản đấy. Còn cái nợ tốt thì vay về mua tài sản. Tài sản nó mới tăng cái lãi lên, cho nên có cái nợ thì nó mang lãi cho mình. Cho nên cái đồng tiền này nó hay lắm. Nhưng mà khi chúng ta phải có kiến thức về tài chính cơ. Khi mà kiến thức tài chính của chúng ta chưa có, cho nên là quý cô chú anh chị biết không? Trong trường học á, là không bao giờ dạy trong trò đến cái lớp 4 đến lớp 5 nhé. Đến lớp 5 là các em được học những bài toán về ví dụ như là mẹ có 1 triệu đồng, lãi 0,5% một tháng thì một tháng mẹ có bao nhiêu tiền lãi. Nếu như mà chúng ta chỉ đứng ở trên cái thông điệp của bài toán như vậy ấy, thì học trò nó chỉ cần tính ra tiền lãi là được. Nhưng mà cái câu chuyện là bài học ở phía sau đó, cô giáo liên hệ cái gì cho các em. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng là gì, không nên cho các con biết tiền sớm, là chúng ta hoàn toàn sai lầm. Vì không cho các con biết tiền sớm, cho nên khi các con sử dụng đồng tiền sai cách, chúng ta thấy không? Chúng ta không dạy nó là sai cách. Chúng ta không dạy cái người tập thể dục là tập thể dục sai cách, là phải đi chữa cột sống đấy. Chứ không phải là nói rằng là tôi tập yoga gọi là tôi tập gym rồi tôi tập thế này thế kia. Cho nên á, trong cái buổi ngày hôm nay vẫn là cái chương trình xuyên suốt, đó là chúng ta cần phải yêu thương chính mình. Thì chúng ta phải biết cái góc nhìn của mình khác góc nhìn mọi người, quý cô chú anh chị ạ. Và nếu như chúng ta là những người chủ của gia đình thì chúng ta phải yêu thương bản thân của chúng ta trước. Điều đầu tiên đó là gì? Hãy đừng để cho mình nước đến chân mới nhảy. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp biến cố rồi, chúng ta đi đâu vay cũng không có tiền. Bởi vì lúc này chúng ta vay là tiêu sản. Chúng ta hãy biết cách để làm sao mà tăng cái số tiền của mình lên. Vậy thì tăng cái số tiền của mình lên thì sự giàu có chỉ đến với chúng ta khi chúng ta có dòng tiền chảy về, quý cô chú anh chị nhé. Như vậy đầu tư thế nào thì đầu tư, kinh doanh cái gì thì kinh doanh, phải có dòng tiền chảy về. Vậy thì cái dòng tiền đấy chảy về khi nào? Nếu như năm nay chảy về, sang năm này chảy về tiếp, sang năm nữa này chảy về tiếp. Ở đây thì có bao nhiêu quý cô chú anh chị đã từng có cổ tức của các công ty? Thế nhưng mà những quý cô chú anh chị nào mà chưa có cổ tức, chúng ta vào ngay Google và truy vào cái dòng investing.com.vn. Chúng ta hãy xem cổ tức của Coca-Cola, cổ tức của các doanh nghiệp với các mã chứng khoán của Việt Nam ở trên sàn Upcom. Chúng ta sẽ biết được rằng là hiện nay nếu như chúng ta không nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp thì chính là chúng ta chưa yêu thương bản thân mình rồi đấy. Bởi vì đến một ngày kia, quý cô chú anh chị là những người nắm giữ vận mệnh gia đình, nắm giữ tài chính của gia đình, an ninh tài chính thuộc vào bàn tay của quý cô chú anh chị. Vậy thì chúng ta làm thế nào đây? Chúng ta phải có dòng tiền dự trữ, cũng như là quốc gia có kho gạo dự trữ, có kho tiền dự trữ ở một cơ quan về bất kỳ một cái gì đó thì người ta phải có kho dự trữ, thì gia đình của chúng ta cũng phải có kho dự trữ. Nhưng cái kho dự trữ đấy đừng nghĩ rằng là chúng ta gửi vào tiết kiệm là kho dự trữ đâu, không phải. Khi mà chúng ta gửi tiền vào kho tiết kiệm thì đồng nghĩa với việc rằng chúng ta đang dồn quân của chúng ta cho người khác sử dụng để chúng ta lấy phần trăm. Đây là điều chúng ta cần biết. Bởi vì là người lãnh đạo thì chúng ta sẽ có nhân lực, vật ở đấy chúng ta tính toán là về tài sản, về tiền. Vậy thì nhân lực thì chúng ta cử họ đi làm việc cho chúng ta, điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà tiền nó cũng là vật lực, chúng ta cử tiền đi mà làm việc chúng ta, đấy mới là điều tuyệt vời nhất trong thời điểm hiện nay. Và việc cử tiền đi làm việc thì chúng ta hãy cử tiền vào những doanh nghiệp tiềm năng, đặc biệt là doanh nghiệp tiềm năng trước IPO. Còn việc đầu tư dài hạn khi mà đã lên sàn rồi thì chúng ta cũng phải có những cái báo cáo tài chính rất là quan trọng để chúng ta xem thử là cái dòng tiền vốn, dòng tiền lãi như thế nào để chúng ta bắt đầu mới tham gia vào cổ phần doanh nghiệp. Và cái này nó được dạy ở trong các chương trình của những người mà phát triển bản thân. Đấy. Rồi những cái khóa học về làm giàu thì các thầy cô sẽ trao truyền quý cô chính chị. Nhưng mà chúng ta hãy phải nhìn nhé, nhìn tứ phía để chúng ta ra quyết định. Thế thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì rất là cảm ơn em Thành, một chiến sĩ. Thành ơi, em có thể nói là trước đây thì em bên quân đội đấy thì em là thuộc bên cái ngành nào? Mà bây giờ ra kinh doanh thì em có thuộc cái ngành đấy của em hay là hoàn toàn khác? Hoàn toàn khác ngay. Hoàn toàn khác chị ạ. Bởi vì trước là em ở bên quân đội thì em học ở bên chỉ huy. Quản lý coi như là tổng hợp. Chị nhìn như em đấy là bên tăng thiết giáp à? Dạ. Không, không. Em học. Không, em nói chung là em học ở bên trùng hợp Thành, em học ở lục quân. Lục quân 1 à? Vâng, lục quân 1. Lục quân 1, thế thì em có biết anh Chấm không? Dạ, nói chung là bao nhiêu năm nay thì em cũng không nhớ đâu. Nếu mà trước kia thì những anh em là đồng đội cùng sinh hoạt, là cùng coi như ăn ở với nhau thì nhớ. Có thể là đi phân đi các đơn vị thì coi như đến bây giờ thì cũng còn nhớ. Chứ còn... chị nói đột xuất là chị hỏi như thế thì em không nhớ đâu. Vâng, bởi vì đấy là một người thầy ở trong đó cũng là một người đã nhận ra giá trị này. Vâng, nhưng mà nó ở cơ bản là ở cái khóa bao nhiêu năm bao nhiêu mới biết được. Chứ còn bởi vì là thường xuyên là giáo viên là người ta cũng coi như cũng thay đổi liên tục ấy mà. Đó, khoa lọ khoa kia rồi coi như đôi lúc là người ta chuyển công tác, chuyển đơn vị. Nó cũng thay đổi liên tục, nên là chị hỏi như vậy thì em cũng khó trả lời. Nhưng mà khi coi như là khi mình ra với lại cuộc sống coi như là xã hội bình thường này, mình làm ăn đấy thì nó khác ngay. Như lúc ban đầu em đã nói đấy, trước kia thì coi như mình cũng chỉ coi như trong chọc đấy, từ coi như là chiến sĩ lên coi như sĩ quan đến lúc coi như là về nghỉ. Cao điểm nhất thì mới được coi như là mới được có 13-14 triệu bạc. Khi coi như ra mấy cuộc sống ra mới lại coi như là xã hội bình thường này, mình quan hệ mình làm ăn đấy thì mình cảm thấy là cái thứ nhất là nó cái tư tưởng nó thoải mái, cái con người nó thoải mái. Đấy, nó không trên đe dưới búa, nó không gò bó, nó không tức là nó không có một cái áp lực nào hết. Thì là mình cảm thấy cái tâm lý thì là nó thoải mái, thì từ cái chỗ đó là mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ tìm ra nhiều những cái vấn đề. Thế cụ thể những cái vấn đề thì coi như là kinh doanh, lĩnh vực làm ăn kinh tế thì đã coi như sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nọ đến doanh nghiệp kia, thậm chí coi như sân sàn tài chính thì coi như cũng đã vào, cũng đã tìm hiểu, cũng đã vào, nhưng mà mình cảm thấy là nó không ổn thì mình cũng chỉ xem thôi, xem để cho nó biết thôi. Thật sự mới lại coi như là bà con cô chú anh chị em thế, những cái sân sàn tài chính ấy, thực sự ra mà nói bây giờ nếu mà ai mà không hiểu biết về coi như sân sàn thì ta không nên vào nhá, ta không nên tham gia. Cái đó là mất tiền đi chơi, nhưng mà cũng không, cái đấy cũng không phải là xấu, đúng không? Nhưng mà mình phải thật là cái con người hiểu biết về đó thì mình hãng làm. Còn nếu mà còn tô lô lô ấy, mà chưa hiểu biết ấy, thì tốt nhất là ta không làm. Bởi vì sao? Thực tế ra mà nói ấy, là coi như ở bất cứ ở cái địa phương nào cũng thế thôi, bất cứ coi như là ở trên cái đất nước Việt Nam này đã có nhiều người bại sản về cái chuyện coi như sân sài tài chính này rồi. Bởi vì coi như là họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt thôi, rồi coi như họ coi như là bị cuốn hút, bị coi như là cái đồng tiền nó cuốn hút là vì cái lòng tham, đúng không? Nhưng mà không hiểu thì sẽ bị coi như là sẽ bị mất tiền thôi. Mất tiền thì chẳng qua là coi như bị coi như những cái sân sàn tài chính ảo nó lừa đảo. Đó. Nó lừa thì là mất những chuyện mất đi chơi. Thế còn các bạn mà vào những cái sân sàn tài chính, các bạn mà có kiến thức, đó, mà các bạn coi như là vào chơi thì ta cũng nên tham gia, nên phát triển, đúng không? Nhưng như chị Lan vừa nói đấy, đấy là coi như là vừa rồi ấy, đấy là đầu cơ, chứ không phải là đầu tư, đúng không? Đấy là đầu cơ chứ không phải là đầu tư. Thế còn coi như là nếu mà các bạn mà coi như là mà tốt nhất mà không hiểu về nó thì không nên tham gia. Tham gia là coi như là nó như kiểu là đánh bạc ấy, là có khi coi như trắng tay luôn. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là đối với lại cái việc mà tham gia vào cái sàn chứng khoán đấy, là chúng ta phải biết được rằng là cứ 100 người tham gia thì sàn nó chỉ cho thắng 10 người thôi. 10 người thắng còn 90 người thua, quý cô chú anh chị nhé. Và chúng ta thiếu kiến thức, thừa lòng tham là chúng ta sẽ bị mất tiền. Và hiện nay thì đang có cái hình thức lừa đảo là một cái nhóm người Việt của chúng ta là bị khống chế ở vùng biên giới Việt Campuchia, là hay có những cái phi vụ đó là gì đi lính ở Cameroon rồi tất tận này kia, quý cô chú anh chị cần nhớ này. Hiện nay đang là cái việc mà suy thoái nền kinh tế toàn cầu thì không chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu, mà tất cả những cái nước trên thế giới thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và chính vì vậy thì khi mà doanh nghiệp phá sản thì người ta sẽ thiếu công ăn việc làm. Và nếu như mọi câu hỏi lúc này thì cái luật nhân quả nó nhãn tiền, nhưng mà người ta cũng không nhận ra đâu, bởi vì người ta còn phải là sự sống. Cho nên người ta sẽ là gì? Có những cái phi vụ lừa đảo mà không ai giống ai đâu. Cho nên quý cô chú anh chị nhớ là chúng ta cần phải cẩn trọng ở trong cái việc mà chúng ta tham gia vào thị trường tài chính ở trên mạng. Tất cả những cái thứ mà trên mạng thì chúng ta bảo là thời gian, không gian ảo mà. Ảo thì chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ nhé. Còn về UST cũng như vậy. UST hiện nay thì nó đang đứng ở trên một cái đỉnh cao của một cô gái tuổi dậy thì. Và chỉ vài tháng nữa thôi, thậm chí là cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà trong năm 2024 khi kết thúc gọi vốn 15 giai đoạn thì lúc này không còn sự tranh cãi ở đây nữa, và quý cô chú anh chị có mong muốn có nó cũng không có được. Còn hiện nay nếu như mà chúng ta ra quyết định càng nhanh thì càng tốt, bởi vì làm sao? Trên từng like của Lan, của em Thành, của những người tham gia cùng với like của em Lan, của Lan đấy, thì đây là những người con người thật, việc làm thật, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu và nhắn tin để cho chúng ta biết được cách thức để chúng ta tham gia đầu tư. Còn Trần Hương có nói nếu 2.000 trên một cổ phần thì 3 triệu cổ phần gốc thì được 6 tỷ, đúng rồi. Nhưng mà nếu là 200 á, nếu là 200 á, thì chúng ta phải biết được rằng là 200 đồng ấy nhé. 200 đồng mà nhân với chúng ta cứ cho là 3 triệu cổ phần đi thì là được 600 triệu. 600 triệu được, đúng không? 600 triệu nhỉ. Yeah. 3 triệu đô á, mà 1 đô là 200 thì có phải là 200 triệu 1 triệu không? 200 triệu 1 triệu thì là 600 triệu. Mà 600 triệu này mà chúng ta chia cho 12 tháng thôi thì chúng ta đã có 50 triệu rồi. 50 triệu nó gấp 10 lần, quý cô chú anh chị, là được 5 triệu đúng không? Thế còn hiện nay đang tháng 12 rồi mà phá sản như thế thì làm sao mà chúng ta có tiền để gì? Để có cái tháng 13. Cho nên là chúng ta nhớ này, đừng để cho người khác trả lương cho mình, mà mình phải tự trả lương cho mình. Mình tự trả lương cho mình bằng cách là gì? Mình hãy nhìn vào cái tiên tiến nhất hiện nay. Bởi vì chúng ta sẽ biết đấy, dù chúng ta đầu tư hay chúng ta kinh doanh, chúng ta làm gì chăng nữa phải có cái dòng tiền nó chảy về, và dòng tiền chỉ chảy về khi nó có ở trong cái lĩnh vực đó là doanh nghiệp. Và người thành công thì người ta có phương pháp. Cái người thành công á là người ta biết yêu thương bản thân và trân trọng bản thân họ, yêu thương cái sự ra quyết định của họ. Nếu khi mà cái tầm nhìn đúng đã đủ độ chín rồi, người ta sẽ quyết định rất nhanh, ví dụ như em Thành. Và khi mà chúng ta ra quyết định rồi thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình, đúng không ạ? Chúng ta chịu trách nhiệm trước việc làm của mình Khi mà chúng ta yêu thương bản thân chúng ta rồi, chúng ta chịu trách nhiệm trước bản thân chúng ta rồi, chúng ta có được cái tài chính, có được độc lập tự do tài chính, lúc này chúng ta mới yêu thương được những người xung quanh. Đấy. Bởi vì vợ, chồng, con cái, bố mẹ, nó là báo ân và báo oán. Đấy. Và những người đó là những người quan trọng trong một chặng đường của chúng ta, chứ không phải quan trọng trong cả cuộc đời chúng ta. Cả cuộc đời chúng ta chính là bản thể của chúng ta đấy. Vâng, và bây giờ thì cũng đã đến lúc chúng ta phải dừng livestream lại ở đây. Và Lan nghĩ rằng là trong những cái thông điệp ngày hôm nay mong muốn gửi tới quý cô chú anh chị, thì thứ nhất là chúng ta phải biết yêu thương bản thân mình. Thứ hai, hãy bước ra khỏi vòng an toàn và ra quyết định nhanh, giống như người chiến sĩ Trần Xuân Thành đang ở trước ống kính của các bạn. Một người chiến sĩ đã ra và đã gì? Đã chiến đấu với lĩnh vực đó là gì? Tài chính. Để có thể yêu thương được bản thân mình và yêu thương được những người xung quanh, yêu thương vợ, yêu thương con của mình, để lo lắng cho mọi người có một cái cuộc sống thực sự là nâng cao chất lượng sống. Còn hiện nay khi quý cô chú anh chị tham gia vào UST, chúng ta sẽ được những quyền lợi gì? Chúng ta sẽ là ở phía sau. Còn chỉ nói với quý cô chú anh chị như này, tất cả những gì mà chúng ta đang thừa hưởng ở trong vũ trụ này chính là nguồn năng lượng của vũ trụ. Và chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ, bởi vì ở vũ trụ có đồng, sắt, kẽm, vàng, magie, mangan, chì, canxi. Thì trong cơ thể của chúng ta cũng như vậy. Khi mà ô nhiễm môi trường làm cho tất cả những cái chất ở trong cái nguyên tố vi lượng ở trong đất nó bị gì? Thoái hóa, nó bị sa mạc hóa. Thì ngay lập tức chúng ta ăn không đủ chất, vậy thì nó sẽ gây ra bệnh. Cho nên đối với tập đoàn UST, với cái mùn Terra cũng như tất cả những sản phẩm khoa học của nhà khoa học vĩ nhân trên thế giới Anatoly Edorovich Yunitskiy phát minh ra, thì ông là người cho chúng ta cái sự sống tiếp theo. Cho nên nếu như cảm thấy rằng là mình cần phải làm một cái giá trị gì đó để mang lại cho con cháu mình ở đời sau, thì quý cô chú anh chị nhớ rằng sự ra quyết định của quý cô chị nhanh bao nhiêu thì sự giàu có đến với quý cô chú anh chị nhanh bấy nhiêu. Và chúng ta sẽ nắm được cổ phần gốc thì hoàn toàn khác hẳn với nắm được dự án mục tiêu. Khi chúng ta vừa có cổ phần gốc, vừa có cổ phần dự án mục tiêu, thì ngay lập tức an ninh về tài chính của gia đình quý cô chú anh chị sẽ chống đỡ đủ mọi biến cố trên cuộc đời này. Và em Thành có thể nói cái gì với quý cô chú anh chị không? Thôi thì cũng xin cảm ơn chị Lan. Hôm nay coi như đã cho lên em lên trên tường của chị để chia sẻ đấy, về cái cuộc sống cá nhân, rồi chia sẻ cái cơ hội đầu tư cổ phần doanh nghiệp, nói chuyện về sân sàn tài chính, phân tích về những cái khía cạnh nó không có đúng có sai đâu, nhưng mà ở trên cái xã hội này ấy, thì coi như là ai cũng vậy thôi. Con người ta coi như là cuộc sống thì coi như một ngày chỉ có 24 giờ, thì ta cũng phải lên coi như nắm bắt những cái cơ hội, mà cơ hội đến với con người coi như chúng ta thì không phải lúc nào nó cũng đến. Thế thực sự ra mà nói, thế cũng báo cáo toàn bộ với lại cô chú anh chị em ở trên đường nói của anh chị em chị Lan và coi như là của em Thành đây, thì cũng xin lưu ý với lại tất cả anh chị em này, là không phải là chị Lan chị là cái người coi như lên đây ngày nào cũng lên đây, đến cái mạng xã hội này chị nói coi như là nó không có cơ sở, hoặc kể cả là coi như em Thành cũng vậy thôi. Đó, nên đây là coi như là chia sẻ không phải là không có cơ sở, mà coi như là chị Lan và em Thành coi như đã biết về cái doanh nghiệp, đã biết về tập đoàn này, đã tìm hiểu và nắm được những cái thông tin rất gọi là kỹ về cái tập đoàn này, thì mới dám lên đây, mà đã lên đây nói, lên cái mạng Facebook này nói và chia sẻ để đưa đến cái cơ hội cho bà con cô chú anh chị em nắm bắt được và đưa ra có cái quyết định, có cái quyết định để mình càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng là cái giai đoạn là cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 15 gọi vốn của tập đoàn, thì chỉ coi như trong vòng coi như là hết năm nay hoặc coi như theo mình dự đoán chỉ hết quý 1 năm 2024 có thể là coi như doanh nghiệp tập đoàn đóng không gọi vốn nữa. Đâu đó chỉ còn coi như là một vài cái dự án mục tiêu nhưng mà khi coi như tập đoàn đóng không gọi vốn gốc nữa, không gọi vốn cũng cổ phần gốc nữa thì lúc đấy thì coi như là bà con cô chú ơi chị em có bỏ tiền có vài trăm tỷ ra mà bảo chị Lan với bảo em Thành giúp đỡ thì thực sự ta bảo nói là đến 7 đời chị Lan sống lại nên với 10 đời chị em Thành coi như cái sống lại cũng không bao giờ giúp được. Còn hiện tại thời điểm này thì có thể là coi như chị Lan giúp đỡ được, có thể em Thành giúp đỡ được và coi như là lợi dụng cái chiết khấu 1/80 hoặc 1/100 của chị Lan của em Thành. Hiện bây giờ là còn coi như là mỗi người coi như có thể là còn vài 3-4-5 suất nữa có thể giúp được cô chú anh chị em được trong cái giai đoạn này, được trong cái thời điểm này để đến năm 2025 này là anh chị em đã có kết quả. Bởi vì sao? Những cái thông điệp mà những cái coi như là thông tin của tập đoàn đưa ra là năm 2025 này tập đoàn đã chia lợi nhuận, chia cổ tức cho những nhà đầu tư chứ không phải là coi như xa xôi gì nữa. Bởi vì những cái rủi ro là anh chị em chúng tôi đi trước là coi như những người đi trước nữa là đã gánh hết rồi, nhưng bây giờ đến bây giờ mà nói là cái tập đoàn của ta là đang thương mại ra ngoài thị trường, nó không còn cái rủi ro nữa và coi như là cái rủi ro nó rất gọi là thấp luôn, nó chỉ chắc nó chỉ còn 1% thôi. Nó phải nói là như vậy thì cũng xin lưu ý với lại bà con cô chú anh chị em người ta lên coi như có cái quyết định sớm vậy thôi chứ còn giờ thì nó cũng 10:30 rồi, cũng khuya rồi, để cho bà con cô chú anh chị em nghỉ ngơi để sáng mai coi như còn phải học tập, còn phải lao động, còn phải làm việc thì cũng xin cảm ơn chị Lan, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em ở trên đường live này đã theo dõi cái đường live của anh chị em chúng tôi và coi như chúc cả nhà có một buổi tối ngủ ngon giấc, chúc có mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và chúc mọi người ai chưa nắm bắt được cổ phần của doanh nghiệp giao thông vận tải cấp 2 này thì ta có cái quyết định sớm và quyết định càng nhanh càng tốt cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào cả nhà, chào chị Lan. Vâng, chúng ta vừa thấy những cái lời chúc vô cùng là tuyệt vời của một người chiến sĩ. Thực ra thì ngay cả quần áo chúng ta cũng cần mua lúc nó rẻ. Thì hiện nay đang là những cái chiết khấu rất là tuyệt vời. Gói Happy New Year là gói với chiết khấu 180. Có nghĩa rằng là quý của chú anh chị nên mà cứ như VinFast ấy, hiện nay đang là 8,13 lên 8 đô. Quý của chú anh chị đã thấy là bao nhiêu, từ cái mức độ là dưới âm 80 mà lên đến 8, lên đến dương 8 thì quý của chú anh chị biết là cái mức độ nó tăng khủng khiếp thế nào về tài sản và chúng ta làm cái gì ra. Cho nên ở đây chỉ mong một điều với quý của chú anh chị rằng là chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu nhanh mấy ngày từ nay đến hết cái năm 2023 này, trong một tuần để chúng ta nghiên cứu, sau đó là chúng ta ra quyết định. Còn lại Lan với lại em Thành cũng như tất cả các bạn lên đây không phải để bán hàng đâu quý cô chú anh chị, không hề bán hàng đâu, mà đang dẫn quý cô chú anh chị đến một mỏ kim cương vô cùng lớn. Rất nhiều bạn bảo ôi tại sao mà cứ nói kim cương nhiều, các bạn phải vào đi, bởi vì đây nó là một cơ hội độc đáo để mang lại tương lai sung túc và an toàn cho chính bản thân chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta biết là điện, đường, trường, trạm là một trong những cái vấn đề gọi là cốt lõi của một quốc gia, bởi vì đây nó là cơ sở hạ tầng để cho chúng ta phát triển đất nước. Vậy thì UST nó có đủ ở trong những cái mảng đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nắm bắt được cái cổ phần của cái mà nó là nền tảng của một quốc gia thì chúng ta phải đặt dấu hỏi và phải đặt câu hỏi và đặt suy nghĩ của mình vào trong cái đó. Còn chúng ta có buôn tàu bán đề, chúng ta còn làm bất kỳ một cái công việc gì đó về kinh doanh thì chúng ta phải tạo ra dòng tiền, bởi nếu như không có dòng tiền thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị nguy hiểm ngay chính trên cái an ninh tài chính của ta. Vâng, và chúng ta sẽ biết được điều bí mật nữa và những cái câu hỏi thường nhật vào buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Rồi. Chào em Thành nhé. Và em Thành lên chỗ TikTok không? Và cái em cũng quần ở dưới kia coi chỗ khu coi như là vui chơi của em đang đông tối nay. Tối nay đông à? Giáng sinh đúng không? Giáng sinh nói chung là ngày nào em cũng đông à. Chúc mừng nhé, chúc mừng gia đình nhé và tăng thêm cổ phần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.